Dấu bác sĩ tự chữa COVID-19, một số F0 trở nặng chỉ trong 24 giờ. Vừa qua, một người phụ nữ ngụ tại phường 11, quận 3 đã gọi điện đến trung tâm y tế khu vực do có biểu hiện khó thở, SpO2 tụt thấp. Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Lê Thị Bảo Yến, phụ trách trạm y tế lưu động số 1 cho biết, đây là một trong số ít các trường hợp tự xét nghiệm COVID-19 và mua thuốc điều trị tại nhà. Cụ thể, sau khi nhận được thông tin có người cần hỗ trợ y tế, bác sĩ Yến đã đến nhà người phụ nữ để thăm khám. Tuy nhiên, bà nói rằng mình đã tự xét nghiệm, có kết quả âm tính và chỉ muốn mượn bình oxy để hỗ trợ hô hấp. Do trước đó có nhiều trường hợp bệnh nhân bị hen phế quản, thường được trạm y tế cho mượn bình oxy xử lý tại nhà, nên các bác sĩ không nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ sau đó một ngày, bệnh nhân này đã bị ngất. Kết quả xét nghiệm nhanh ban đầu phát hiện cả người phụ nữ này lẫn con gái sống chung nhà đều dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển đến bệnh viện dã chiến số 6. Thế nhưng khoảng 40 phút sau, bệnh nhân phải đưa ngay tới bệnh viện hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức vì tình trạng khá nguy hiểm. May mắn, nhờ sự ứng phó kịp thời từ các bác sĩ, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch, có thể cai máy thở. Trước đó, hai vợ chồng hơn 80 tuổi tại phường 11, quận 3 cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo đó, các con của cụ đã tự test COVID-19, sau đó mua thuốc cho ông bà uống, nhưng không theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sau đó, người chồng liên tục xuất hiện tình trạng ho, khó thở thì mới mời nhân viên y tế tới khám. Lúc này, bệnh tình đã trở nặng. Khi được hỏi nguyên do, gia đình thổ lộ rằng muốn né bệnh viện vì cụ có bệnh nền, cần người chăm sóc 24/7 nên lo sợ. Ngay cả khi cụ ông đã khá nặng, gia đình này vẫn xin năn nỉ ở nhà. Tuy nhiên, chỉ sau đó 24 giờ, cả hai ông bà đều khó thở hơn, phải chuyển đến bệnh viện dã chiến số 6 điều trị. Để người nhà an tâm, các bác sĩ vẫn thường xuyên gọi điện, thông báo về sức khỏe của bệnh nhân qua điện thoại. Có lẽ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ở thời điểm hiện tại, không ít bệnh nhân có tâm lý giấu bệnh COVID-19 như những trường hợp trên. Tuy nhiên, việc ám ảnh tâm lý này sẽ khiến cho bệnh dễ chuyển biến nặng, khó có thể điều trị kịp thời nếu xảy ra tình huống xấu. Bác sĩ Yến khuyến cáo, bà con vẫn cần phải liên hệ với cơ quan y tế địa phương sau khi test nhanh hoặc có triệu chứng bệnh, đặc biệt là người già, người sống một mình hoặc mắc bệnh nền. Việc mua thuốc không theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa là hoàn toàn không nên. Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các ca mới phát hiện ở khu công nghiệp cách ly đa phần là người chưa tiêm đủ mũi vaccine. Đặc biệt, số ca nhập viện có 14% chưa tiêm vaccine và phần lớn đều dưới 18 tuổi. 86% còn lại đã được tiếp cận tiêm chủng. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh ở cấp độ 3 đang xem xét một số tiêu chí để xếp vào cấp độ 2. Mỗi ngày, số ca mới tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng trung bình từ 1.000 đến 2.000 ca trong 2 tuần gần đây. Số liệu ca nhập viện và xuất viện như sau. Ngày 30 tháng 10, số ca nhập viện là 770, nhưng xuất viện chỉ có 730. Ngày 31 tháng 10, số ca nhập viện 624, nhưng xuất viện 473. Ngày 2 tháng 11, số ca nhập viện là 1.025, nhưng xuất viện chỉ có 673. Hiện tại, trên 11.440 người đang điều trị tại tầng 2 và tầng 3. Tình hình bệnh dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã được tạm thời kiểm soát, nhiều lĩnh vực hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nếu bà con lơ là công tác chống dịch, không tuân thủ 5K, thì vấn đề có thể sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Do vậy, hy vọng mọi người luôn chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.